mình vừa phát hiện ra là chúng ta đang bỏ quên cái chỗ này à, đây là một cái chân SO nó mô tả là một cái chân nó có tên là gì có máu là bao nhiêu và nó sẽ rớt ra bao nhiêu đồ thế tệ như thế nào và chúng ta hoàn toàn quên chỗ này mặc dù chúng ta có một đoạn code là rớt đồ chúng ta lấy được item code ra rồi item code chính là cái chỗ này này đây là code chính là uh, đây là chỗ này đúng không item SO đây Đấy, chúng ta lấy ra được item code rồi nhưng mà chúng ta chưa xài gì tới cái tỷ lệ rớt đồ bên này cả thì đây có thể gọi là một cái chưa hoàn thành nên là gắn cái to đu vào câu chuyện ở đây là bây giờ khi mà phát hiện những cái như thế này thì anh em ngồi xuống làm cho nó chuẩn luôn hay là anh em làm làm việc gì thì lời khuyên của mình là anh em khoan vội làm chuẩn những cái này đã bởi vì sao vì trong trường hợp mà anh em cứ đi làm cái này thì anh em sẽ gặp một tình huống là anh em sẽ làm vô thứ lặt vặt những thứ quan trọng nhất để cho team có để thử game hoặc là để cho bản thân các bạn có một con game hoàn thiện thì bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện được vì bạn cứ đi đuổi theo những cái lạc vặt như thế này đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có game design à, chúng ta phải có tài liệu mô tả tại sao mà mình thiết kế ra cái design pattern chỗ này để cho chúng ta có một cái phương hướng cái design pattern hay là cái design pattern c cái tài liệu này này là cái hướng chỉ nam là cho anh em để anh em không đi lạc lối anh em tưởng tượng giống như anh em đi trong rừng ấy. anh em mục tiêu là anh em lên đỉnh núi nhưng mà trên đường đi anh em gặp những ngã rẽ anh em gặp chỗ này đẹp chỗ kia đẹp thế là anh em ngừng lại anh em chụp ảnh rồi anh em làm này làm kia thì mãi nó không bao giờ nó lên được tới mục tiêu rồi nên là cái bắt tần này là cái giúp để cho anh em đi đúng mục tiêu và không đi lang mang nếu như anh em bây giờ anh em ngồi xuống anh em sổ chỗ này thì nó cũng ổn thôi game sẽ tốt hơn một chút chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn trong game nhưng nó không đúng cái trọng tâm của tài liệu thế thì để đi đúng trọng tâm là anh em cứ làm theo từ, từ từ xuống dưới đúng không mình overview lại cho anh em nhé cái dự án này nó có ba tính năng như thế này ví dụ như anh em làm một mình thì anh em có thể chọn một trong những tính năng này bắt đầu ví dụ anh em bảo là anh em chọn cái co-op làm sao làm được co op trong khi single player chưa có ok dẹp bỏ qua đó là cái chọn đầu tiên nhưng là không ổn sau đó chúng ta chọn số đâm up thì anh em thấy trong này anh em làm cái gì thì anh em làm tuy nhiên có những hướng anh em chọn ví dụ như bây giờ mình là làm nhóm đi và mình được uh, chọn vào đây ví dụ mình có nhiều người làm một người làm thì anh em cứ chọn thậm chí nếu anh em chọn anh em bắt đầu từ bên này cũng được không sao cả chẳng qua là bây giờ mình đang làm clip cho anh em và mình đã bắt lỡ bắt đầu từ lúc inventory thì mình làm tiếp inventory thôi hoặc là khi anh em làm nhóm mà sếp của anh em giao cho anh em là anh em làm inventory thì em cứ làm đúng inventory thôi đây là hướng chỉ nam của anh em bây giờ cái inventory này là kim chỉ nam của nên làm đúng trong này thôi không lan man sang chỗ khác bởi vì ở chỗ khác này đôi khi có thể là do người khác làm thì sao đúng không có thể là các bạn này anh em đang cốt với tim anh em phát hiện ra là cái loại này ông ông kia ông cốt chưa xong thế anh em anh em ngẫu hứng anh em nhảy vào cốt hoặc là anh em là một mình em thấy tính năng này đang chưa xong anh em đang làm inventory xong lại nhìn thấy một tính năng khác chưa hoàn thiện anh em nhảy vào anh em làm thì bị rối anh em cứ dùng cái là kim chỉ nam cho mình ok nhá ở những clip trước này chúng ta đã xong hết những phía này rồi bây giờ chúng ta xong chỗ này rồi bây giờ chúng ta làm tiếp cho này đây là này nó bảo là ship ấy ship con tàu chúng ta đang điều khiển thì có thể nhặt đồ bằng cách lít chuột thì chúng ta làm đúng tính năng này thôi mặc dù cái này chưa hoàn thiện ấy à, mặc kệ nó nhá ok chưa bây giờ chúng ta bảo cốt này thế thì làm sao để cốt được tính năng là uh, nhặt đồ bằng mouse click thì có một cái cách như thế này là anh em nhìn xem anh em đang có cái gì ở đây nhá anh em đang có một cái gọi là uh, có những cái chân này nó spam ra được những cái item material này, này hoặc là item drop này nó bay được item ọt này thì bây giờ nhá có một cách test như thế này này là anh em muốn lít bây giờ bình thường nhá, nếu anh em muốn test là anh em phải bắn rớt cái thiên thạch ra thì nó mới rớt cái iron họ ra cho anh test nhưng mà nếu như anh em anh em tổ cốt chuẩn á thì anh em hoàn toàn có thể lo cái này ra anh em lo cái này ra thành một cái dưới này như thế mình có lo sẵn cái này đấy hai item đúng không thì nó có thể hoàn toàn có thể là di chuyển lên một chút rồi từ từ đây bật 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 lên bật lên đấy anh em có hai cái long họ anh em để đây anh em có hai long ore và với với nên là có tốt anh bấm play lên nó vẫn hoạt động được và anh em hoàn toàn có thể nhặt được cái này nếu như em cho tàu đi vào nên hoàn toàn có thể nhặt được ấy thì bây giờ yêu cầu là gì click chuột vào đây là nhặt được thì làm sao để bắt được sự kiện tích chuột vào trong những cái item này thì cách là như sau chúng ta đã có một cái item pick Apple và nó có cái Sophia Collider rồi và có code ở đây rồi thì anh em có thể viết tiếp chỗ này được không sao cho trường hợp chúng ta không sao đi nhiệm vụ của chúng ta là pick up Apple thì lít chuột để pick up nó cũng nằm trong cái scope của class này Thế nên em để đây không sao cả anh em là hướng này viết thêm lát khác cũng được nhưng mình đối với mình, mình để đây luôn và cách bắt sự kiện rất chuột là bằng cái này ấy thì thằng này nó cũng là UVT message thì những cái UVT message nó có màu giống nhau như thế này đây mình sẽ kéo ra nằm cho nào để đổi lên đây nhé à, chưa chưa có gì hết đúng không thì anh em để để đây cũng được static thì thường mình có thói để trên cùng đấy thì đây là sự kiện UVT message thì thường mình để nằm phía trên trên của class thì trong này chúng ta làm gì trong này chúng ta log ra xem list được hay không anh em mình tạm thời về tiết sẽ bỏ đi để mình demo cho anh em xem nhé click vào đây này nó sẽ bắt ra sự kiện này và nó show cho anh em thấy được này đi em play một cái này thì clip này mình đã có sẵn hết rồi mình sẽ đi từ từ cho anh em để cho anh em đỡ bị À, bị, bị bị gọi là bị uh, tốn thời gian xem lại mình những cái mình đã làm đi thật ra những cái mình đã cốt rồi á là những cái mình đã chỉ cho anh em những mấy clip trước hết rồi. Nóng qua là mình ghép lại với nhau thành cái tính năng thôi để anh em nhìn nhá. Khi mình lít chuột qua đây này thì nó sẽ nhảy số bên này. Anh này. thấy nhảy số bên này lóc ở này không? Đấy. Thì có nghĩa là gì vậy? Là bắt được sự kiện lít chuột rồi. Đấy. nhiệm vụ chúng ta làm gì tiếp theo? Thì trong mô tả ở uh, họ có nói rằng là sẽ nhặt. Đấy, nói này sẽ nhặt về cái con tàu mà chúng ta đang điều khiển thì có nghĩa là gì có nghĩa là nếu như anh em họp nhóm và nếu như là một mình anh em sẽ biết luôn là trong tương lai con game của chúng ta sẽ có rất nhiều tàu và người chơi có thể chọn điều khiển bất kỳ tàu nào trong đấy vì chúng ta cần phải có một cơ chế để quyết định xem là con tàu mà chúng ta đang điều khiển là con tàu nào ok chưa vậy thì, thì cách là như sau anh em sẽ tạo cho mình một cái uh, class mới hay một object mới nó gọi là player controller mình gọi là player controller ở trong này sẽ quyết định những cái gì liên quan tới người chơi chứ không phải là con tàu anh em anh em có thể tưởng tượng những con game khác thì đối với người đến con game khác con tàu này chính là người chơi nhưng mà trong concept của chúng ta người chơi có thể điều khiển nhiều tàu có nghĩa là các tàu này không phải là người chơi mà chúng ta phải có một object riêng để quản lý những thao tác của người chơi cụ thể là sẽ cho người chơi phải phải, phải nói cho game biết rằng là người chơi đang điều khiển con tàu nào thì tạm thời chúng ta chỉ một tàu thì chúng ta chọn ở đây làm là chúng ta một tàu thôi đúng chưa thì nếu như anh em muốn test cái chỗ này thì anh em có thể đi con tàu này lên và anh em cho nó nằm ở chỗ khác đấy anh em chọn nó chỗ khác và anh có thể cho cái tốc độ di chuyển của con tàu này nó chậm đi một chút để nó không bị chồng chéo lên nhau ok chưa rồi khi anh em play lên đấy thì anh em sẽ thấy luôn là hai con tàu sẽ cùng hoạt động được Ở, nhưng mà do con tàu kia chúng ta chưa chỉnh nên nó sẽ nó hoạt động nó hơi 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 khác một chút ấy thì ra thấy nhá nhưng mà bây giờ cần lên luôn luôn chọn về con tàu chúng đang điều khiển ok chưa bây giờ chúng ta đang có hai con tàu rồi tương lai này tôi tưởng sẽ có nhiều con tàu nữa rồi bây giờ chúng ta đã có Uh, ship uh, con tàu hiện tại rồi chúng ta phải làm một cơ chế nhặt ở đây mình sẽ biết một là tính năng nhặt đồ của cái khả năng nhặt đồ của người chơi nó sẽ là một cái object khác một cái object khác ở uh, bên trong này chuyên về nhặt đồ cho người chơi cấu trúc là như sau à, cho anh em xem cấu trúc của player controller trước nhé bây giờ controller nó là một cái object nó nó có single tình chỉ thế này thôi cái này là không như mình nói anh em biết hết rồi mình không có gì lạ nữa mình tạo thêm một cái biến để chứa con tàu hiện tại đang điều khiển thì hiện tại mình chưa có cơ chế chọn tàu nên mình chỉ làm đơn giản thế này thôi mình làm đơn giản thế nào thôi cái này cũng vậy đây là đây là cái liên kết tới công nền tiếp tục tất cả những cái này đều rất quen thuộc với anh em rồi nhé không có gì mới ở đây hết nhé anh em nào mà lười gõ thì có thể uh, kéo cốt tuyên ghi về luôn mà mình khuyên anh em nên gõ lại ở đây mình đã để để, 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 để cái post clip mà gõ mà post cái video này để gõ lại nhé rồi thì bây giờ chúng ta nói tới cái item pick up bên trong này đấy, lưu ý tất cả mọi thứ có reset và không nhé mình nhắc rất là quan nhiều lần cái reset không này nhé và cái cực kỳ quan trọng đấy rồi trong này nó chỉ có thế này thôi trong này nó chỉ có thế này thôi và ở đây lưu ý nè chúng ta sẽ có một lát gọi là layer giờ chắc layer áp chắc là là cái lát gì là là con lát nó sẽ cho anh em sẵn cái này ví dụ sau này anh em có bất kỳ lát nào mà là con có layer của layer controller thì anh em cứ extend từ layer áp anh em sẽ có luôn liên kết tới thằng cha này anh em thấy nhé trong này mình không có liên kết tới thằng cha nhưng mà trong inspector nó vẫn có liên kết tới thằng cha này để sau này dễ tương tác thì nó nằm ở trong giờ chắc này và layer chắc này nó cũng là một cái rất là đơn giản anh thấy nhé tất cả class mình đều chỉ có khoảng mấy chục dòng rất hiếm những cái class nào mà vượt tới 100 dòng Đấy, anh em chia, chia 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 tính năng tốt nó sẽ như thế rồi thì trong anh lập cấp này chúng có một cái hàm public ấy và truyền vào là pick uh, item pick apple đúng không và anh em nhìn nhá khúc cốt này rất là giống 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 như clip tập trước không tập trước chúng ta cũng có một cái clip y như thế này khi mà tàu nó va chạm với lại cái cái cái, cái, iron ore thì nó sẽ gọi một cấu trúc đơn giản như thế này ở đây mình sẽ không không xô lại nhé thì anh em thấy đây nhé thì anh em nhìn này để nhặt được tàu chúng ta phải add cái item nhặt được này vào trong inventory thì cơ chế là sao là từ đây này anh em trỏ vào cái bây giờ controller bây giờ controller chính là cái nạp là giờ chính là cái này hãy bây giờ sao thằng này nó có liên kết tới bây giờ controller rồi trỏ vào đây thì thằng này nó có liên kết tới thằng ship hỏi tức là thằng ship này đúng không và trong thằng ship này thì nó lại có liên kết tới inventory ở chưa anh em thấy nhá này đây là lên này có receipt này inventory này và trong inventory nó có add item và cái hàng này chúng ta đã viết từ clip trước rồi chúng ta chỉ cần là add cái này vào trong bằng item code và số lượng là một sau đó chúng ta làm có chút y chang như vậy thôi anh em có thể bấm vào click vào đây anh em phải chuột cái này anh xem xem là hàng này xài những đâu bằng phải reference này. anh em thấy nha có hai chỗ xài này đây là chỗ lúc trước này đây là tập trước này on trigger enter này, là khi tàu nó va chạm với lại cái ọt này thì nó sẽ tạo ra trigger hàng này không cấu trúc hoàn toàn giống nhau. đấy, anh em là thắc mắc ở đây có bị đông repeat cho sao không thì không có nhá, đây vẫn ổn này, ok chưa? rồi, vậy là chúng ta đã có cơ chế rồi và ghép lại, anh em sẽ có một cái cơ chế là lít chuột, ấy từ mau đau, này lít chuột từ bên uh, đã, mất giờ. đã mất rồi, đã mất rồi, đâu mất rồi, từ item picker này, đấy. đi từ đây đi nhá, đi từ cái atom ọt này, item picker này, ấy qua hình này xem này, chúng ta có từ uh, on mau đau chỗ này và nó truyền biết vào chỗ này, anh em nhìn chỗ này nhá, cứ click vào đây nhá, đây là hàng mà chúng ta vừa xem xong này tắt này cho nên là rồi đây thì nó nhận vào là item picker thì item picker này là như này chính là cái disk mà chúng ta vừa truyền bên kia xong đấy đây chính là cái disk này disk này là cái gì disk này là đại diện cho cái class này class này chính là này đúng không item picker này item item, item picker đúng chưa thì hoàn toàn là không có gì mới cả mới duy nhất là cái gì là mỗi cái hàm on mouse down thì anh em chưa bao giờ biết thôi cực kỳ đơn giản đúng chưa thì anh em vào đây bấm thấy là gọi đúng không thì bây giờ ta sẽ demo cho anh em xem rồi phát sinh một cái vấn đề nhỏ đây mình sẽ lưu ý cho anh em này. khi play lên thì chúng ta nhé có ai ròn ngọn cái bên ta lít chuột để chúng ta bấm này lít chuột này đấy thì nó lít chuột thứ nhất là thứ nhất là khó lít là một vấn đề là vấn đề thứ hai lít xong thì báo lỗi này báo lỗi là gì là vì cái item name của chúng ta nó có thôi một gạch dưới ở phía sau mà tại sao bị lỗi này là bởi vì thế này nè anh em ạ bởi vì trong cái hàm mà chuyển đổi từ string sang item code ấy, lúc trước ấy mình chỉ có dòng này thôi có dòng này thôi thì sao bởi vì chúng ta đang dùng tên của object để chuyển thành enum nhưng mà trong enum này này nó không hề có cái nào là iron or gạch dưới một cả thì nó báo lỗi ra cho nên chúng ta cần phải có một cái try catch chỗ này đây là một cái kiến thức mới ngoài cái on mouse down trong clip này nhé thì chúng ta cần phải có thêm một cái nữa gọi là uh, try catch để nó không bị crash game bị ông gọi thì trả ra như thế này tuy nhiên chúng ta chỉ là một cái để chống crash game lỗi thôi còn lỗi thực chất là anh em phải chỉnh lại chỗ này như thế này phải chỉnh lại cho chọn như thế này hãy tất cả ai tâm đều phải chuẩn như thế này thì đó anh anh này sẽ nhặt được bây giờ anh em xem nhé đây là inventory của game chúng game ta đang điều khiển này play lên thử này rồi bây giờ mình sẽ nhặt đồ anh em xem nhé ấy nó vào ai tâm này ấy tàu chưa chạm nó vẫn vào này và cái tàu ship bên này này sẽ không bị ảnh hưởng gì cả bởi vì ta chỉ ép vào con tàu chúng ta đang điều khiển thôi thì đấy là cái mà nội dung chính mà mình chia sẻ cho anh em ngày hôm nay cách để chúng ta viết một tính năng mới rất là đơn giản đúng không rồi câu chuyện là bây giờ con tàu cái 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 tài này nó quá nhỏ để click thì chúng ta phải làm gì thì cách rất là đơn giản một lần nữa anh em sẽ phải cho cái này nó rộng ra bằng cách là gì chúng ta vào trong code này này vào code thì chúng ta sẽ sửa lại cái chỗ này thì anh em sửa lại bao nhiêu anh em không tự ý sửa chỗ này bởi vì cái này nó phải theo tài liệu mô tả và và nếu trong trường hợp game designer không mô tả cái này và bạn ấy thiếu sót thì các bạn cứ nói chuyện với game designer là ờ à, bây giờ tôi nhặt đồ nhưng mà trong mô tả của anh không nói rõ là nhặt cái gì cái gì các bạn nhìn, là tài liệu nhé tài liệu chỉ nói rằng là con tàu này nhặt khi tới gần nhưng gần bao nhiêu không hề nói thì mình đã tự ra một con số và con số tới bây giờ nó phát sinh vấn đề là nó quá nhỏ lúc đó trong tài liệu phải mô tả thêm chuyện chuyện đương nhiên và mình sẽ quy định đây là à, tới tới gần tới gần hai mét thì mới nhặt được phải đúng chưa thì ở đây mình sẽ cho nó con số này là hai mét ok chưa thì câu chuyện ở đây là gì khi mình cho hai mét thì cho dù là 0.2 nữa thì nó quá nhỏ thì buộc chúng ta phải cho nó to ra cho nó to ra là ví dụ như mình bảo là uh, uh, đây đúng không thì ở, ở, đây, ở, đây có một vấn đề nữa là hai cái này đang chọi nhau này, hai cái này đang chọi nhau này cái này ấy, là bảo tới gần mới nhặt được cái này thì cho nhặt từ xa nhưng mà nhặt từ xa thì lại cái vòng tròn đấy lại bị ảnh hưởng thì tức là bạn phải hỏi game designer là click trong phạm vi bao nhiêu thì nhặt được cái game designer phải vào đây sửa tiếp đấy, sửa tiếp là gì ở đây là thứ nhất là click uh, uh, around uh, không không là ra 0 chấm 0, 0. 5 f đen đấy là khái mình 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 thử vô giờ tức là gì cho có nghĩa là gì có nghĩa là nhặt bằng chuột thì là bán kính nhặt bán kính click là 0 5 m nhưng mà khi mà tới gần nhặt thì bên này thì lại là 1 chấm uh, 1 mét này nãy góc thì đúng không thì đây là hai cái thông số chọi nhau lúc đấy ở đây không phải chọi nhau là là điều sai mà anh em phải ngồi xuống thiết kế một tính năng nào đấy để thỏa mãn cả hai thì tính năng đó như thế nào thì hẹn anh em ở clip sau nhé